Lầu Năm Góc đang ngày càng lo ngại về khả năng Trung Quốc tăng cường vũ khí hạt nhân với báo cáo mới nhất về hầm phóng tên lửa mới được xây dựng. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho rằng phương Tây đang thổi phồng thông tin và xăm soi vào kho vũ khí của đất nước tỷ dân. Vậy Trung Quốc có đang tăng cường khả năng răng đe hạt nhân? Nếu có thì nhằm mục đích gì và liệu sẽ trở thành mối đe dọa đối với Mỹ? Xin mời quý vị theo dõi điểm tin quốc tế để tìm hiểu những vấn đề này. Hôm nay xin kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Để trả lời những câu hỏi trên, xin mời quý vị theo dõi điểm nóng ngay sau đây của FBNC. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc tối ngày 27 tháng 7, đã đăng một bài xã luận đáp trả những cáo buộc từ phía Washington về việc xây dựng hầm phóng tên lửa. Như FBNC đã đưa tin, Lầu Năm Gốc đang tỏ ra ngày càng lo ngại trước một báo cáo mới nhất cho hay, Bắc Kinh đang vừa xây dựng thêm 110 hầm phóng tên lửa mới ở vị trí gần thành phố Hà Mì, thuộc khu tự trị Tân Cương. Trong khi cách đây vài tuần, một báo cáo khác cho biết Trung Quốc thiết lập 120 hầm phóng tên lửa ở khu vực sa mạc thuộc huyện Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc. Đáp lại, tờ Hoàng Cầu của Trung Quốc nhấn mạnh, kết quả của cả hai báo cáo trên đều dựa vào hình ảnh vệ tinh. Đồng thời, tờ báo lý giải vì sao Mỹ và phương Tây luôn xăm soi vào kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Theo đó, hoàn cầu một lần nữa sử dụng lập luận của quan chức Bắc Kinh rằng Mỹ luôn tưởng tượng Trung Quốc là một kẻ thù và Washington hay sử dụng giọng điệu đối đầu khiến cho hai nước trở thành đối thủ gay gắt. Tờ báo cho rằng vì Mỹ đang ra sức chạy đua vũ khí hạt nhân nên cứ mặc định Trung Quốc cũng làm như vậy. Ngoài ra, Hoàng cầu cần nhận định nỗi lo của các nước phương Tây cũng có cơ sở bởi sức mạnh kinh tế và công nghệ của Trung Quốc đủ lớn để đất nước tỷ dân mở rộng kho vũ khí hạt nhân nếu họ muốn. Hơn thế, tờ báo cáo buộc Mỹ đang cố tình gây áp lực dư luận lên Trung Quốc buộc Bắc Kinh phải thay đổi chiến lược. Theo Hoàn Cầu, Washington và truyền thông Mỹ sử dụng những báo cáo phóng đại sự thật trên để viện lý do nhằm tiếp tục nâng cấp kho vũ khí của Mỹ. Trong khi dè biểu truyền thông phương Tây liên tục thổi phòng thông tin, Hoàng Cầu còn nhấn mạnh, Trung Quốc làm gì với kho vũ khí hạt nhân của mình? Đó là bí mật hàng đầu quốc gia, làm sao người ngoài có thể biết được? Đáng lưu ý hơn, trong bài xã luận của mình, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh khẳng định, chính những mối đe dọa và chính sách thù địch của mỹ đã buộc trung quốc cấp bách tăng cường khả năng trang đe hạt nhân hoàng cầu viết rằng một số người mỹ tỏ thái độ khi tự hỏi trung quốc sẽ làm gì với khả năng hạt nhân mạnh hơn chúng tôi không biết liệu họ có ngây thơ hay đang tỏ ra đạo đức giả việc trung quốc tăng cường sức mạnh trang đe hạt nhân là nhằm trấn áp xung lực của một số lực lượng mỹ đang gây áp lực tối đa lên trung quốc hoặc thậm chí là kích động chiến tranh nhằm đe bẹp ý chí của nhân dân trung quốc với giọng điệu hiểu chiến, Hoàng Cầu nhắc lại các xung đột với Mỹ và Đài Loan ở trên Biển Đông, đồng thời đe dọa. Trung Quốc muốn tăng cường sức mạnh cơ bắp nhằm nhắc Mỹ rằng nếu cuộc chiến có nổ ra ở sân nhà Trung Quốc thì Mỹ sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng. Đáng sợ hơn, Hoàng Cầu nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tăng cường sức mạnh hạt nhân đến mức có thể, khiến cho toàn bộ nước Mỹ từ quân đội đến chính phủ Mỹ sẽ phải khiếp sợ để lúc đó giới tinh hoa Mỹ sẽ không dám nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Trung Quốc và toàn bộ xã hội Mỹ phải nhận ra Trung Quốc là một quốc gia không thể đánh bại. Trong báo cáo năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết dù Bắc Kinh có tăng số lượng hầm chứa tên lửa, nhưng nước này vẫn thua xa nga và Mỹ về khả năng tấn công hạt nhân. Mỹ hiện có khoảng 450 hầm silo, 400 hầm trong số đó được trang bị nhiều loại tên lửa, còn nga có khoảng 130 hầm silo đang hoạt động so với 18 đến 20 hầm phóng của Trung Quốc. FBC sẽ cập nhật những điểm nóng khác ở những bản tin tiếp theo. Còn từ khóa đáng chú ý hôm nay với hơn 5 triệu lượt tìm kiếm là Simone Biles, ngôi sao thể dục dụng cụ của Mỹ, người vừa hoàn thành phần thi của mình tại Thế vận hội Olympic Tokyo. Trong vòng chung kết đồng đội nữ thể dục dụng cụ hôm 27 tháng 7, Simone Biles đã có phần thi nhảy không tốt, đạt số điểm thấp nhất trong các vận động viên tham dự. Cô đời sẵn đấu trong nước mắt và ít phút sau, cô quyết định rút lui giữa chừng để ba đồng đội của mình tiếp tục phần thi đội tuyển Mỹ đã để lọt huy chương vàng vào tay các vận động viên người Nga, giành huy chương bạc chung cuộc. Đây là thất bại đầu tiên của Mỹ ở nội dung này trong các giải đấu lớn kể từ năm 2010. Quyết định rút lui của Biles làm rúng động làng thể dục dụng cụ. Đây có thể là kỳ Olympic cuối cùng của ngôi sao 24 tuổi, người nổi danh với những đấu tranh của cô chống lại đạn phân biệt chủng tộc và làm dụng tình dục với vận động viên. Chia sẻ sau khi nội dung thi chung kết khép lại, Biles cho biết mình không gặp chấn thương mà cố rút lui vì gặp vấn đề về tâm lý. The Guardian dẫn lời Biles nói rằng: "Tôi nghĩ để tập trung vào sức khỏe của chính mình, cuộc sống có nhiều điều hơn chỉ là thể dục dụng cụ." Từ quý vị chủ nhân của 4 huy chương vàng thể dục dụng cụ tại Olympic Rio 2016 cũng nhấn mạnh: "Sau khi thực hiện phần thi đó, tôi không muốn tiếp tục nữa, tôi phải tập trung vào tâm lý của chính mình." Cô còn chia sẻ rằng tôi không tin tưởng bản thân nữa, có thể là do tôi dần trưởng thành, có những ngày khi tên mình được nhắc đến trên truyền thông mạng xã hội, tôi thấy sức ép của cả thế giới dường như đang đổ trên vai, nhưng suy cho cùng thì chúng tôi không chỉ là vận động viên, chúng tôi còn là con người. Những chia sẻ xúc động vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của bản tin. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với những thông tin nóng nhất về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Hoàn Cầu Thời báo cho hay, Trung Quốc đang tổ chức tập trận quân sự tại hai khu vực ở Biển Đông trong tuần này. Việc tập trận diễn ra cùng thời điểm nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đi qua eo biển Singapore hôm 26 tháng 7 và tiến vào Biển Đông. Mặt khác, vừa qua, Đại sứ Trung Quốc tại Liban, ông Qian Minjian nói rằng nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nước này là bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ phẩm giá quốc gia, bảo vệ an ninh khu vực và bảo vệ hòa bình thế giới. Cũng liên quan đến Trung Quốc, nước này vừa cử chiến đấu cơ tiến vào vùng nhân dạng phòng không ATIZ của Đài Loan, đánh dấu lần xâm nhập thứ 13 trong tháng này. Đáp lại, Đài Loan cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi. Trước nhiều lần khiêu khích quân sự từ Trung Quốc, lực lượng vũ trang Đài Loan quyết định sẽ sớm tổ chức diễn tập bắn đạn thật với hệ thống phòng không tiên tiến Patriot 3, sự kiện diễn ra tại thao trường Wildsense ở New Mexico, Mỹ. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Trung Á, thậm chí nước này còn đang muốn lấp khoảng trống ở Afghanistan. Vừa qua, quan chức cấp cao Trung Quốc đã có cuộc gặp gỡ Tổng thống Tajikistan Emomali Rahman thắt chặt quan hệ hai nước. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Joe Biden cảnh báo các cuộc tấn công mạng diễn ra dày đặc hơn ở Mỹ có thể dẫn đến chiến tranh bắn đạn thật với một thế lực hùng mạnh. Bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ bộc lộ sự lo ngại đối với mối đe dọa gia tăng từ Nga và Trung Quốc trong khi đó hãng tin tass dẫn lời tổng thống biden mới đây tuyên bố rằng washington nên hợp tác với moscow và bắc kinh mặc dù họ là đối thủ cạnh tranh với mỹ tổng thống mỹ nhấn mạnh các nước có thể hợp tác trong lĩnh vực cùng quan tâm như biến đổi khí hậu cũng trong ngày 27 tháng 7, tổng thống Biden cáo buộc Nga tìm cách can thiệp cuộc bầu cử quốc hội năm 2022 bằng cách lan truyền thông tin sai lệch. Đồng thời tổng thống cho rằng ông Putin đang gặp khó khăn rất lớn vì đang trên một nền kinh tế chỉ có vũ khí hạt nhân mà chẳng còn gì khác. Cũng tại khu vực châu Âu, Ukraine vừa tổ chức cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn có tên Ba Thanh Kiếm với sự tham gia của Mỹ, Ba Lan và Litva. Cuộc tập trận huy động 1.200 binh sĩ, 200 phương tiện tấn công được tiến hành từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 7. Thưa quý vị, Đại sứ quán Cuba tại Paris hôm qua đã bị tấn công bằng bom xăng, gây ra một số thiệt hại nhưng không có thương tích về người. Sự cố khiến chính quyền Pháp phải tăng cường an ninh xung quanh tòa nhà. Xin được chuyển sang một số thông tin về dịch bệnh. Vào ngày 27 tháng 7, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục với hơn 2.800 ca, trong đó 70% là ca có độ tuổi dưới 40, nguyên nhân là do mật độ người tăng mạnh, cộng thêm tốc độ siêu lây nhiễm của biến thể Delta. Theo truyền thông địa phương, nhiều người dân Myanmar đang phải di dời vì lũ lụt, làm chậm mọi sự nỗ lực chống trọi với đại dịch Covid-19, đang tiếp tục hoành hành sau cuộc đầu chính quân sự của quốc gia này. Các ca nhiễm ở Myanmar đã tăng mạnh kể từ tháng 6 với 4.630 ca và 396 người tử vong trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang chống lại đợt lây nhiễm mới ở thành phố Nam Kinh. Chính quyền địa phương cho biết biến thể Delta là nguyên nhân chính của đợt bùng phát này, khi thành phố này ghi nhận 31 ca nhiễm cộng đồng mới trong ngày 27 tháng 7, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 112 trường hợp. Cũng tại Trung Quốc, xác động vật thối rửa la liệt ở huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc sau đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua, làm dấy lên lo ngại xảy ra dịch bệnh. Hiện nay, Hiệp hội chăn nuôi Trung Quốc đang kêu gọi các công ty ủng hộ lượng lớn, chất khử trùng cho địa phương này. Báo cáo ngày 27 tháng 7 của Cơ quan Y tế Ý cho biết, gần 99% số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này từ tháng 2 năm 2021 đến nay đều là những người chưa hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine. Đến nay, gần 57% dân số trên 12 tuổi của Ý được tiêm chủng đầy đủ. Trong 24 giờ qua, Ý có hơn 3.100 ca nhiễm mới. Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ khuyến nghị những người đã tiêm vaccine COVID-19 ở những vùng có nguy cơ cao nên quay lại với việc đeo khẩu trang trong không gian kín. Theo đó, người đã tiêm đủ vaccine khi mắc bệnh vẫn có tải lượng virus như người chưa tiêm vaccine. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra kết luận rằng các loại thuốc lá điện tử hoặc các thiết bị tương tự đều nguy hiểm đối với sức khỏe người sử dụng. Chúng cần được kiểm soát để tránh tình trạng các hãng sản xuất thuốc lá, sử dụng các chiêu bài quảng cáo thiếu trung thực, lôi kéo giới trẻ nghiện nicotine. Như thường lệ, tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế hôm thứ ba 27 tháng 7 duy trì dự báo tăng trưởng toàn cầu 6% cho năm 2021, nâng cao triển vọng đối với Mỹ và các nền kinh tế giàu có khác, nhưng cắt giảm ước tính đối với một số nước đang phát triển vì Covid-19. Theo CNBC, các trận lũ lụt ở Trung Quốc và châu Âu tiếp tục dán một đoạn mạnh lên chuỗi cung ứng toàn cầu vì các tuyến đường sắt đều bị hư hỏng hoặc chỉ cắt. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề khác như chi phí vận tải đội giá, thiếu hụt container, dòng hàng hóa bị tắc nghẽn, vân vân. Thưa quý vị, chứng khoán Trung Quốc tiếp tục bị bắn tháo mạnh ngày thứ ba liên tiếp sau khi chính phủ nước này tuần trước công bố các cải cách nhằm siết chặt mô hình kinh doanh của các công ty tư nhân trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là dịch vụ dạy thêm. Trong khi đó, đài CNBC cho biết GDP Hàn Quốc quý 2 tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ quý 4 năm 2010. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, nền kinh tế vẫn gặp phải những thách thức nhất định. Thưa quý vị, gã điện tử khổng lồ Apple mới đây thông báo tình trạng thiếu hụt chip trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng đến sản xuất các máy Mac và iPad, chuẩn bị ảnh hưởng tới sản xuất iPhone cũng như được dự đoán sẽ làm giảm tăng trưởng, giảm lợi nhuận của tập đoàn. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, FBNC sẽ gửi đến quý vị một đoạn clip ngắn về một nữ phi công trẻ tuổi và kế hoạch bay vòng quanh thế giới của cô. Nhiều người tham gia vào những chiến dịch tình nguyện trong kế hoạch Grab chia sau khi tốt nghiệp trung học. Thì với Zara Rutherford, cô gái 19 tuổi muốn trở thành một người phụ nữ trẻ nhất, bay một mình vòng quanh thế giới. Zara có quốc tịch Anh và Bỉ, trong khi cả cha và mẹ của cô đều là phi công. Đây có lẽ là động lực và nguồn năng lượng lớn nhất khiến cho Zara ấp ủ ước mơ bay một mình vòng quanh thế giới. Dự kiến vào tháng tới, Zara sẽ khởi hành chuyến bay của cô có thể kéo dài hơn 3 tháng. Sau khi hoàn thành hành trình khám phá, Zara sẽ trở thành nữ phi công trẻ tuổi nhất thế giới, lập kỷ lục Guinness về chuyến bay một mình vòng quanh thế giới. Máy bay được Zara sử dụng là dòng máy bay thể thao Shark Ultralight, Cô được đào tạo bay từ khi mới 14 tuổi và đã có bằng vào năm ngoái. Zara chia sẻ với Reuters rằng, Tôi muốn bay vòng quanh thế giới để các cô gái nhìn thấy tôi và nghĩ rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ được bay như thế. Thank mm -hmm. you. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin quốc tế hôm nay. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ ngày mai trên kênh FBNC.